Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bước cài đặt và vận hành các chế độ khác nhau của máy hút chân không VCC03. Bây giờ chúng ta cùng nhau khám phá các nút chức năng nhé. Nút đầu tiên là nút Set để chọn chế độ nhé. Dùng tìm mũi tên lên xuống để điều chỉnh thời gian theo nhu cầu. Thời gian ở đây được tính bằng giây. Nút tiếp theo là nút Stop, dùng để dừng khẩn cấp khi máy đang làm việc. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cài đặt để hút chân không đồ khô nhé. Các bạn ấn nút Set, đèn đỏ sẽ sáng lên ở nút Vacuum, tức là nút hút chân không đấy ạ. Chúng ta sẽ tăng giảm thời gian hút chân không ở đây. Chúng ta sẽ cài đặt 25 giây cho túi size 20x30cm nhé. Đặt thời gian Seal hay thời gian hàn miệng túi ở mức 1,3 giây. Đặt thời gian Cool hay thời gian nghỉ ở mức 3,5 giây. Tiếp theo chúng ta lấy nguyên liệu cho vào túi, rồi xếp lên giải hàn sao cho ngay ngắn này. Sau đó đóng nắp máy để quá trình hút chân không bắt đầu một cách tự động. Hệ thống cảm biến sẽ chỉ ra lệnh cho máy làm việc khi nắp máy đã được đóng, nên nếu chúng ta chưa đóng nắp máy xuống thì máy sẽ chưa làm việc nhé. Khi hoàn tất quá trình hàn và hút thì nắp máy sẽ tự động mở báo hiệu kết thúc. Tiếp theo chúng ta sẽ cài đặt thông số để hút chân không đồ có nước. Đối với những nguyên liệu dạng kem hoặc dạng lỏng thì nên đặt thời gian vacuum là thời gian hút chân không đấy ạ, tối đa 15 giây thôi, vì nếu lâu hơn thì chất lỏng có thể bị chảy ra gây hư hỏng. Rồi đặt thời gian hàn miệng túi là 1,3 giây, thời gian nghỉ vẫn là 3,5 giây như cũ nhé. Trong trường hợp chúng ta muốn hàn và hút loại túi dày hoặc mỏng hơn thì cũng có thể tăng hoặc giảm thời gian hàn theo nhu cầu. Đồ có nước mà mình thử nghiệm hút chân không hôm nay là sốt cà chua nhé. Túi thì sử dụng túi cỡ 20x30cm. Đây, kết quả đạt được rất là tuyệt vời các bạn ạ. Loại nguyên liệu thứ ba mà mình sử dụng để hút chân không hôm nay là bột mì và cà phê. Nguyên liệu loại này mà hút lâu quá là bột có thể bị hút tung tóe ra ngoài đấy ạ. Thế nên chúng ta chỉ đặt thời gian vacuum hút chân không khoảng 8 giây thôi. Còn thời gian hàn vẫn là 1,3 giây và thời gian nghỉ vẫn là 3,5 giây như cũ nhé. Kết quả đạt được như các bạn thấy đây, rất là ưng ý. Yên tâm không phải lo dò gì hay không khí lọt vào, bởi vì giải hàn dày đến 8mm, quá là dày luôn. Phải công nhận là máy này hàn và hút được đủ loại nguyên liệu luôn các bạn ạ. Các bạn lưu ý là sau mỗi lần sử dụng xong thì nên tắt công tắc, rồi làm vệ sinh khoang máy và giải hàn thường xuyên nhé, để giúp cho máy được bền hơn. Sổ tay sửa chữa bảo dưỡng máy hút chân không VCC03. Nếu các bạn sử dụng máy hàng ngày, một ngày 8 tiếng chẳng hạn, thì chúng ta nên thay dầu máy hút chân không khoảng 3 đến 6 tháng một lần nhé, để tăng hiệu suất cũng như tuổi thọ cho máy. Chúng ta có thể thay dầu bằng các phụ kiện được tặng kèm cho máy luôn. Thực hiện thì cũng đơn giản thôi, chỉ việc mở nắp lưng máy, xả dầu cũ ra và thay dầu mới vào. Chỗ này là van xả dầu cũ, dùng cờ lê vặn ra ngược chiều kim đồng hồ các bạn nhé. Lấy khay hoặc chậu hứng rồi tháo van cho dầu cũ chảy ra hết. Tiếp đó các bạn đóng nắp van dưới rồi mở nắp van trên và đổ dầu mới vào. Cuối cùng là đóng nắp van trên và nắp lưng máy lại là xong các bạn nhé.